chào cả nhà, chào lại gia đình. Hôm nay em làm cái món xôi đậu xanh. Bây giờ đây là có nếp, em đã ngâm khoảng 3 tiếng rửa sạch, và đậu xanh vẫn ngâm 3 tiếng rửa sạch. Okay. This is sweet rice, and then this is green bean. Okay. So cái này á làm cái em hấp. Thì bây giờ cái sữa này nè. Em để giấy bạc lên, mình nó có nhiều lỗ quá, lỗ bự quá, thì em để giấy bạc lên, mình cho sơn khoảng mấy lỗ thôi đó, khoảng 4-5 lỗ thôi đó. Rồi mình để trước nhất mình để nếp vô, bắt nước sôi lên rồi đó, thì bây giờ mình mở nếp vô nha. Mở nếp vô, mình mở nếp, mình banh nếp ra đó. Đấy. Mình banh nếp nó ra đó, cho nó nằm vòng nó ngoài này đó. Rồi sau đó mình bỏ đậu vô. Ok, đậu xanh vô chính giữa đó. Mình để đậu xanh đây. Hấp. Thì đây là muối. Thì sốt. Không, mình cái này không lấy muối. Thì đường. Cái này muối nè. Mình bỏ khoảng 2 muỗng muối vô. Mình rắc vòng ra. Đó. 2 muỗng muối một chút. Muỗng muối thôi, muỗng muỗng xíu thôi, teaspoon. Ok. Rồi bây giờ mình hấp, mình đẩy nắp lại, mình hấp. Đó. Mình hấp khoảng 4 phút nha. Ok. Đó. This is we steam them okay, about 45 minutes. Đây là sau nửa tiếng rồi mình hấp rồi nè. Đó. Thì bây giờ mình dở ra mình xem thử nó làm sao. Đó, thì nó cũng gần chín rồi, nó đậu thì nó cũng im nè. Đó thì bây giờ đây là một cái lon nước cốt dừa. Ok, nước cốt dừa thì coconut milk đó, mình khui ra. Thì bây giờ á mình để nước cốt dừa vô ăn cho nó chín cái nước cốt dừa, cái nếp mình để ăn lâu nó không bị hư. Khi mà mình sôi mình để ăn khoảng 2-3 ngày nó không có bị hư. Đó, bây giờ mình bỏ nước cốt dừa lên đây nè, mình hấp luôn nha. Mình hấp khoảng 15 phút nữa hả. Đó, bây giờ mình bỏ nước cốt dừa lên đây. Cái nước, cái lon này á, nó có nước ở dưới á, thì mình vớt cái phần trên của nước cốt dừa thôi, cái hàng đặc thôi. Ở dưới toàn là nước, nó cũng ok nhưng mà nó trong. Mình vớt cái nước cốt là được rồi, vớt cái nước trong thì nó nhão đi cái nếp của mình ha. Đó đây, thì bây giờ mình vớt cho nó hết nước cốt nó mới béo. Okay. Đó. Đó, còn cái này là cái phần nước nó thôi, mình bỏ nó đi. Okay. Thì đây là mình bây giờ mình bỏ thêm đường ha. Đó, mình bỏ khoảng muỗng này nhỏ quá. Bây giờ mình lấy cái muỗng này đi, cái muỗng canh nè, mình lường. Đó, mình bỏ khoảng 2 muỗng đường. 2 muỗng đường vô, 2 muỗng rưỡi đi, cho nó ngọt chút. Em thích ăn hơi ngọt tí. Đó, tùy theo mình thích thôi. Mình thích, không thích ngọt thì mình đừng bỏ đường nhiều. Đó. Mình thích ngọt thì bỏ đường ít thôi. Đấy. Còn đây là hồi nãy mình đã bỏ 2 muỗng muối rồi, thì bây giờ mình phải bỏ thêm 1 muỗng nữa thôi, 1 muỗng nhỏ này thôi ha. Đó. Nó có muối nó mới ngon. Đó. Thì bây giờ bây giờ mình để đi, mình xem cho nước cốt nó chảy xuống nè.
Đó. Rồi mình đậy nắp lại. Thế. Xong rồi 15 phút nữa mình sẽ có xôi ăn. Ok. Sau 15 phút đó. Đây. Thì nếp đậu mình đã chín rồi nè, đó, thấy không? Cái hột đậu nó cũng chín. Thì mình trộn nó lại. Mình trộn nếp với đậu chung nè. Đó. Thì mình trộn lên ha. Đó. Cho nó đều. Đó. Đây. Các bạn ngon nha. Đó. 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 Mình trộn nó lên. Cho nó cái này làm khoảng 1 lít rưỡi nếp với lại hồi nãy không có cân bao nhiêu phao với một bịch đậu thôi. Đó. Giờ mình trộn cho nó đều thôi. Trong đũa nó ráo nó ngon chưa. Cái này là xôi đậu xanh thôi nha, chứ không phải là xôi giò nha. Xôi giò mình làm khác nữa. Xôi giò mình phải nấu đậu xanh riêng. Đó. Mình nấu đậu xanh riêng rồi mình mới mới làm cách. Nhưng mà làm xôi giò mất thời gian lắm. Làm gì nó còn cái hộp đậu xanh nó ngon rồi. Rồi sao mình khi mình trộn nó đều nè, rồi mình thử nó miếng coi nó vừa ăn không ha. Ok, thử nha. Béo, béo của đậu xanh, béo của nước cốt dừa, ngọt. Nhưng mà cái này nếu mà thấy ai thích đó thì thêm miếng đường nữa cho nó ngọt. Nhưng mà theo em nghĩ thì chắc dừa không cần đường nữa. Đó, mình trộn nó lên nè. Bây giờ nó ráo chín nó rồi ha. Đây. Đó. Ok, vậy là xong. Đó, giờ mình để mình bới ra tô, ra chén, ra dĩa rồi ha. Được chưa? Ừ. Đây là nồi xôi. Ừ. Mời tất cả mọi người ăn nha. Đây cả nhà ơi. Cả nhà ơi, đây xôi của Trang đã chín rồi. Đó. Đây bây giờ Trang phải múc ra thôi ha. Đó. Đó, làm múc ra tô. Ngon lắm bà con ơi, mời 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 ông bà cô chú anh chị em ăn nha. Đó, vàng ngấu nha. Chiều nay chắc cả ông xã lên cần gì cái sau này quá. Đây. Đó. Bây giờ đang làm có mình đang ở nhà thôi. Đó. Dạ, phải mời hàng xóm ăn nha. Mời bà con ăn cho phụ. Làm cũng dễ nha, nhầm 45 phút là mình có ăn. Mình phải ngâm khoảng nếp khoảng 3 tiếng nha. Nếp với đậu xanh đó mình ngâm khoảng 3 tiếng trước. Đó, rồi mình mới bỏ lên mình xôi nó mới mềm được cái hạt hạt nếp ha. Mình để vậy mình xôi nó cứng á.
con. Một tô luôn. Một tô thiệt là bự luôn đó chứ. Wow. Nó béo. Này mình đi lấy cái chén mình ăn luôn thử ha. Đây, sáng nay Trang cũng chưa có ăn gì luôn. Thế bây giờ sáng từ sáng tới trưa luôn là 12 giờ. Trang chưa có ăn. Bữa nay ông xã đi làm. Phải để Trang ăn. Với sợ chứ. Đây, mời ông bà cô chú anh chị em ăn nha. Ăn xôi đậu xanh. Ngon. Mình nấu mình bỏ thêm miếng muối á. Nó giữ được cái hậu ngọt. Béo. Rất là ngon. Trên đây ngồi ở ngoài hè. Trời này mùa hè ấm á, trên thích ra ngoài ngồi. Ngoài cái sân xả che lên để trồng bao bông lan nữa. Ngon. Mời ông bà cô chú ăn ha. Ngon lắm. Này mình sáng á, mình ăn sáng ăn sâu thì cũng ngon. Mình uống miếng nước. Mình chén là sáng tới chiều được. Nếm nó lo dài lắm. Nhà này nấu đơn giản mà ăn cũng ngon lắm gia đình ơi. Như đây chắc phải là đem đi cho bớt. Rồi cứ vừng cũng xong vừng khéo ngon tới chiều. Chiều về chợ ông xã về ăn cơm. Rồi cả nhà ơi, xôi đậu xanh nó còn em nấu cũng đã xong, ăn cũng xong rồi, rất là ngon. Nếu ông bà cô chú xem clip cho Trang bấm cho Trang like and share and subscribe để nhận thêm những video mới của Trang nha. Cảm ơn rất nhiều. Chúc ông bà cô chú anh chị em có một ngày tốt lành ha. Bye bye. I love you all. Bye bye.